xin chào các bạn, quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải và cài đặt Bitsimon bản 7.2.0 nha. Thì đầu tiên các bạn sẽ cần tải cho mình 4 thứ, đó chính là Java, Minecraft Launcher, Forge cũng như là cái gói Bitsimon của mình nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ cài Java trước nha. Thì ở đây mình sẽ để những cái link tải này ở dưới phần mô tả video cũng như là phần bình luận nha các bạn. Chúng ta sẽ tải Java bản offline 64-bit nha. Đó, các bạn cũng có thể tải bản offline cũng được. Rồi, download về. Mình sẽ tắt cái này đi nha các bạn. Tiếp theo đó là Minecraft Launcher. Đó, chúng ta sẽ chọn vào cái dòng thứ 3 nha. Đó chính là Minecraft Launcher. Bấm tải về máy luôn. Nhấp vào đây để tải về. Rồi, save thôi. Mình sẽ tắt hai cái này đi. Tiếp theo đó thì chúng ta cũng sẽ tải Forge bản 1.12.2 nha các bạn. Cứ bấm vào installer là được. Rồi, chúng ta sẽ chờ tầm 6 giây để cho nó load quảng cáo nha. Rồi, bấm skip thôi. Save nó một phát nè. Và cuối cùng đó chính là cái gói mod Bitsimon 7.2.0 nha các bạn. Bấm vẫn tải xuống nha. Đó, bấm lại một lần nữa. Rồi, save thôi. Thì cái gói Bitsimon 7.2.0 này nó bao gồm những cái mod mà hiện tại mình đang chơi và làm video cho các bạn. Nó nặng 336MB luôn đó. Kinh khủng chưa. Và cái Minecraft Launcher mình tải xuống á, nó cũng là cái bản miễn phí luôn. Nên các bạn không có cần tài khoản premium gì đâu nha. Đó, hoàn toàn miễn phí Bitsimon 7.2.0 nha các bạn. Để mình chờ một xíu cho nó tải xong cái đã. Ngoài ra thì mình cũng có Resource Pack cũng như là Shader. Đó, những cái link tải Resource Pack và Shader mình đang chơi thì mình sẽ để dưới phần mô tả cũng như là phần bình luận video này luôn nha. Rồi, nó tải xong chưa vậy? Còn một xíu nữa thôi các bạn ơi. Chúng ta sẽ đợi nó một xíu nha. Cuối cùng thì nó cũng đã tải xong rồi nha các bạn. Rồi, ở đây mình tạm thu nhỏ cái Chrome lại nè. Và chúng ta sẽ kéo 4 cái thứ mà chúng ta vừa tải đi ra ngoài màn hình desktop nha. Đây, Java nè. Tiếp theo đó là Minecraft Launcher, Forge. Và cuối cùng là cái gói mod Bitsimon 7.2.0 nha các bạn. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ chạy Java trước nha. Đó, chúng ta double click vào và nó sẽ tự chạy thôi. Bấm Z nha. Cài đặt Java. Bấm install nha các bạn. Nó sẽ mất một khoảng thời gian để mà chạy Java cho chúng ta đó. Thì cái Java này nó sẽ làm nền để chúng ta chạy Minecraft đó, cũng như là chạy những cái mod và Forge nữa. Nó rất là quan trọng nha các bạn. Nếu mà không có Java thì nó không có chơi được Minecraft đâu. Rồi, sắp xong rồi đó. Đã xong luôn rồi, mình sẽ bấm Close nha. Tiếp theo đó mình sẽ tiến hành chạy Minecraft. Chúng ta sẽ double click vào, bấm vào cái thư mục Minecraft Launcher nha các bạn. Sau đó chúng ta sẽ kéo cái Minecraft Launcher.exe này ra. Đó, kéo ra bên ngoài luôn nha. Đó, nó sẽ hiện ra như thế này. Rồi, mình sẽ bật nó lên thôi các bạn ơi. Đầu tiên là phải chạy Minecraft trước. Đó. Và đây là bản miễn phí luôn nha. Thì chúng ta sẽ có được hai cái lựa chọn, đó chính là tài khoản miễn phí cũng như là tài khoản premium vẫn được. Ở đây thì mình sẽ để cho nó tự động đăng nhập luôn. Đó. Và các bạn nên nhớ khi chơi Bitsimon các bạn chỉ sử dụng một cái tên thôi nha. Nếu sử dụng hai cái tên thì tất cả các Pokemon của bạn nó sẽ biến mất. Đó. Một tên tương ứng là cái Pokemon các bạn đang có đó. Ở đây mình đặt cái tên là Fury nha. Đó. Nhớ nha, chỉ sử dụng một tên khi chơi Bitsimon thôi đó. Sử dụng hai tên là chúng ta sẽ bị mất hết Pokemon đó nha. Rồi bấm play nè. Ở đây mình sẽ chọn cái version, đó chính là bản 1.0. Chúng ta sẽ chạy nền trước. Đó, cái này thì nó rất là nhanh thôi các bạn à. Quá xịn luôn, rồi tắt đi nha. Tiếp theo đó thì mình sẽ chạy Forge 1.12.2. Bấm OK cho nó tự chạy nha các bạn. Rồi, nó chạy xong rồi, mình bấm OK luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục chạy lại cái Minecraft Launcher nha. Đó, chúng ta sẽ chạy lại.
Ở cái chỗ version mình sẽ chọn phiên bản release 1.12.2 nha. Rồi nhớ click vào edit profile. Ở đây thì mình sẽ chọn cái dòng cuối cùng, tích vào và chúng ta sẽ thay đổi cái số RAM cho cái Forge này nó được sử dụng. Để coi máy mình có bao nhiêu GB RAM thì các bạn sẽ bấm vào star DXDIAG. Đó, nó sẽ tự động hiện lên cho chúng ta coi cấu hình máy nha. Ở đây thì cái dòng memory của mình nó đang là 16.000 MB RAM, tức là 16GB RAM đó các bạn. Thì mình khuyên các bạn ví dụ máy 4GB RAM thì ở đây mình sẽ chỉnh là 3. Đó, máy 8GB thì mình chỉnh là 7. Còn máy mình 16GB thì mình sẽ chỉnh là 12 luôn. Đó, cho nó chạy cho thoải mái các bạn ơi. Sau khi chỉnh xong như thế này rồi, chúng ta sẽ bấm Save Profile nha. Sau khi chỉnh xong thì mình sẽ tiến hành chạy thôi nha các bạn. Đó, cứ bấm Play cho nó chạy thôi. Ồ, rất là nhanh luôn nha. Khá xịn, khá xịn. À, nó có hiện cả cái số memory mình đã sử dụng nè. Và đây là tổng số memory được cho phép, đó chính là 12.275 MB RAM. Rồi, sau khi chạy xong như thế này thì mình sẽ tắt cái này đi nha. Đó, chúng ta sẽ bấm vào star và gõ phần trăm app data phần trăm nha các bạn. Đây, nó có hiện thư mục của Minecraft nè, đó chính là chấm Minecraft nha. Chúng ta sẽ mở nó lên nha các bạn. Rồi, ở đây mình sẽ tạm thu nhỏ nó xuống nè. Chúng ta sẽ tiến hành giải nén cái mod 7.2.0 ra trước bằng cách đích đúp chuột nè. Rồi mình sẽ kéo cái gói mod này đi ra bên ngoài desktop luôn nha, cho nó tự động giải nén. Đó, đã xong rồi đó. Rồi, còn cái mod ở phía bên trong thư mục của Minecraft mình sẽ tiến hành xóa nó đi và kéo cái mod ở ngoài desktop vào nha các bạn, vào cái khoảng trắng này nha, chứ đừng kéo vào cái mấy cái thư mục này nha các bạn. Đó, khi mà nó hiện như vậy là được rồi đó. Bây giờ sẵn tiện thì mình sẽ bỏ Resurrect vào luôn nha các bạn. Đây, Resurrect của mình đây. Link thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả cũng như là phần bình luận của video này nha. Rồi, chúng ta sẽ chạy lại Minecraft Launcher một lần nữa. Đó, lần này thì chúng ta sẵn vô chơi luôn. Khá xịn. Rồi, cứ bấm play thôi nha các bạn. Đó, nó đã chạy xong rồi đó. Quá ngon luôn. Thì khi chạy cái gói Bitsimon này, nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian nữa các bạn ơi. Tại vì nó cũng có khá là nhiều cái mod nhỏ trong này. Rồi, chúng ta sẽ đợi cho nó chạy một xíu nha. Tự nhiên nó đứng rồi kìa. Nó chạy cũng sắp xong rồi đó các bạn ơi. Đó, 5/7 rồi kìa, 6/7 rồi. Và chúng ta đã chạy xong rồi nè. Ở đây mình sẽ tắt cái nhạc đi trước nha, tại vì nó cũng khá là ồn đó. Rồi, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bật shader lên luôn. Chúng ta vào video setting nè, vào phần shader, vào cái shader folder nha, và kéo cái shader của mình vô nha. Link mình cũng để dưới phần mô tả cũng như là phần bình luận của video này luôn nha. Rồi, chúng ta bấm chuyển qua cái shader này là được. Đó, shader đã được bật rồi nha các bạn. Ở đây mình sẽ kéo độ sáng lên nè, là mát rồi nè. Đó, và cái smooth lighting thì mình sẽ để maximum luôn đi. Quality chúng ta đã bật clear water lên rồi nè. Đó, mặc định của nó là off. Mình bật lên luôn cho nó đẹp. Rồi, đinh xong rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài những cái phím sao cho nó không bị trùng nha. Đây, chúng ta sẽ đi vào control nè. Mình sẽ tắt auto zoom nha. Đó, chúng ta sẽ kéo xuống
tới cái mục nào đây ta? Bắt bắt. Thì mình sẽ xài cái phím numpad thứ 9 nha các bạn. Numpad là những cái phím ở phía bên phải của cái bàn phím của các bạn đó. Đó. Rồi, Better Builder 1 thì mình sẽ dùng là số numpad 7 và cũng như là numpad 8. Game Shark thì mình sẽ dùng chữ H nha. Inventory Stick mình sẽ dùng là chữ X nha. Chain Map Tile thì mình sẽ dùng cái lép bracket. Đó chính là cái dấu mở móc vuông móc nhọn ở phía bên trái đó các bạn à. Create Waypoint thì mình sẽ dùng là nút Z nha. Sau 2 Full Ring Map mình sẽ dùng là M nè. Sau 2 Mini Map mình sẽ dùng là N nha. Switch Mini Map là Backslash. Đó thì mình sẽ dùng cái này luôn. Waypoint Manager thì mình sẽ dùng là chữ B nha các bạn. Còn về cái phần zoom in zoom out thì mình sẽ dùng cái phím left và right. Cái mũi tên đi qua trái và mũi tên đi qua phải đó. Còn về cái phần journey map, full ring map, mình sẽ dùng những cái số còn lại như là 6 nè, 5 nè, 4 nè, 3 nè, 2 nè, 1 nè. Đó, cho nó không bị trùng nha các bạn. Rồi, thế là mình đã hết cái phím trùm rồi đó. Ok, quá là xịn rồi, nắm đinh nha các bạn. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ tiến hành tạo một cái thế giới để kiểm tra thử nó có hoạt động tốt không. À và trước tiên thì mình sẽ bật luôn cái Resource Pack nha. Đó, bấm đinh là xong. Rồi, tất cả đã đâu vào đấy rồi. Mình sẽ tiến hành tạo một thế giới nha các bạn. Create đi. Rồi, Create New World. Chúng ta sẽ đợi một khoảng thời gian cho nó tạo một cái thế giới mới cái đã. Đó, coi thử có xịn sò không. Đó, hình như cái thế giới của mình đã được tạo xong rồi đó các bạn ơi. Đó, cái màn hình chọn Pokemon nó đã hiện ra rồi nè. Đây, chúng ta có được 7 cái generation luôn nha, 7 thế hệ của Pokemon. Hiện tại thì thế hệ thứ 8 nó cũng chưa có cập nhật vào Pixelmon đâu các bạn à. Rồi ở đây thì mình sẽ chọn đại một em như là Charmander chẳng hạn. Rồi begin cho adventure liền. Quá xịn. Đó. Thì sẵn tiện mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh minimap luôn nha. Đó. Chúng ta sẽ bấm M lên nè. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh những cái đâm này sao cho nó đẹp. Chúng ta có nhiều cái loại đâm lắm. Đó, có thể chỉnh qua lại nè. Ở đây thì mình chọn cái loại đâm này nha. Rồi chúng ta sẽ vào cái phần option. Rồi, đầu tiên thì nó sẽ có cái phần minimap reset 1, minimap reset 2 và full ring map. Đó, có 3 cái lận. Mình sẽ chỉnh cái reset 1 trước nha. Ở đây thì mình enable nó nè. Những cái này thì chúng ta sẽ tạm tắt một vài thứ đi nha. Đó, tạm tắt một vài thứ đi. Rồi, về phần cái minimap reset 2, bạn nào muốn chỉnh cũng được, mà không muốn chỉnh thì có thể tắt bằng cách bỏ dấu tích vào enable minimap nha. Ở đây thì mình sẽ bỏ nó đi. Rồi, chúng ta sẽ đi qua chỉnh cái full ring map luôn. Tắt một vài thứ đi nha các bạn. Đó, và cái location thì mình sẽ chỉnh lại luôn là XYZ nha. Rồi bên đây cũng là chỉnh là XYZ luôn. Ok, bấm close nè. Ồ, nó vẫn còn mấy cái ô hả? Mình sẽ tiến hành tắt mấy cái ô này luôn bằng cách tắt cái show rig này nè. Đó, nó đã bình thường lại rồi đó. Khá là xịn sò luôn. Đó. Rồi, quá xịn quá xịn. Thì cái lúc mới tạo thế giới thì minimap nó sẽ bị lỗi một xíu nha các bạn. Các bạn chịu khó đi mở map ra thì nó sẽ không có còn bị lỗi nữa nha. Đó, nó đã trở về bình thường rồi nè. Khá xịn luôn. Đó, ngon lanh canh đào. À, và game sát thì nó vẫn chưa hoạt động nha các bạn. Để game sát hoạt động thì chúng ta sẽ còn làm một vài thứ nữa. Ở đây mình sẽ thoát game trước nha.
Rồi mình sẽ tắt luôn cái Minecraft. Rồi chúng ta lại quay trở lại với cái thư mục phần trăm app data phần trăm nha. Rồi mình sẽ vào thư mục của Minecraft nè, vào phần config game sát. Rồi bấm chuột phải vào bên đây, bấm open with notepad nha các bạn. Đó, ở đây thì nó sẽ có cái phần enable nè, nó đang là phone, chúng ta sẽ cần phải chỉnh lại nó thành true nha. Đó, rồi bấm save là được. File nè, save. Rồi chúng ta sẽ tắt đi nha các bạn. Đó, mình sẽ lại mở Minecraft. Rồi, và tiếp tục vào Bitcoin một lần nữa nha. Đó, để mà chơi hoàn chỉnh thì nó phải qua rất là nhiều bước như vậy đó. Rồi, nó đã chạy xong rồi nè. Quá xịn. Chúng ta chỉ cần đợi fork nó load một xíu nữa, rồi mình sẽ đi vô game là được rồi. Đó, nó đã load được 4 trên 7 rồi nè. Một xíu nữa thôi. Khá là lâu ta. Đó, load xong rồi nè. Ta-da, đã xong xuôi. Mình sẽ bấm vào chơi luôn nha các bạn. Và game sát của chúng ta nó đã hoạt động bình thường rồi nè. Ở đây mình sẽ bấm chữ H lên. Chúng ta có thể tích vào cái ô màu đỏ cuối cùng này nè, trở thành màu xanh để mà mình di chuyển vị trí của game sát cho nó thích hợp. Ở đây thì nhóm tác giả đã tự tích hợp game sát phù hợp với lại minimap cũng như là phù hợp với cái list của Pokemon rồi nè. Đó, mình sẽ để ở phía bên dưới minimap nha. Các bạn có thể để ở trên đây mà để như thế nào cũng được hết. Sau khi đã chọn được vị trí thích hợp rồi, các bạn sẽ bấm vào cái reposition overlay trở thành màu đỏ là chúng ta đã thành công rồi đó. Về cái phần game sát này thì mình khuyên các bạn nếu mà xài game sát thì nên tắt shader đi nha. Tại vì có hai cái đó như là raw light cũng như là raw box, hai cái này nó sẽ không hiện khi mà chúng ta bật shader nha. Ở đây mình sẽ tạm tắt shader cho các bạn xem thử nè. Đó, đợi tắt shader một cái đã. Ok, đã xong và nó đã hiện cho chúng ta rồi nè. Raw light chính là cái đường chỉ tới cái chỗ mà game sát nó phát hiện đó. Còn raw box đó chính là cái ô nó hiện lên luôn. Đây, bên đây. Đó, chúng ta sẽ biết được nó ở đâu đó. Thấy được cái box luôn nè. Chúng ta có thể tắt raw light. Đó là mất đi cái đường đó. Tắt luôn raw box là chúng ta sẽ mất đi luôn cái hộp. Bật lên thì thấy được nè. Bật lên. Đó thì thấy được luôn. Ok. Nhưng mà khi bật shader thì nó sẽ bị mất đi đó nha các bạn. Các bạn nhớ cân nhắc. Rồi. Ok, thì video hướng dẫn của mình tới đây là kết thúc rồi nha các bạn. Mình đã hướng dẫn các bạn cách tải cũng như là cài đặt Bitsimon bản 7.2.0, cài đặt minimap, game sát cũng như là các phím tắt của nó rồi nha. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này bổ ích, đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye!